Vừa về đến nhà hôm đầu tiên thì mẹ dắt mình xuống thăm mấy cái cây ở vườn liền Còn bè cá thì phải mấy ngày mới qua tại vì trong người mình nó còn hơi yếu Mấy bữa nay thì trời mưa với giông cũng nhiều á nên thành ra là mấy cây mít ở đây có vài cây nó bị ngã Do dạo này mưa nhiều nên cái vườn nhà mình nó cũng tốt hơn hẳn Nhà mình thì không có chuyên về trồng cây nhưng mà kiểu thích cái cây gì thì sẽ chen vô trồng cái cây đó Cây tắt với cây ổi có chút xíu mà, mà trái với bông quá trời Mẹ khoe với mình là nhà có trồng thêm mấy cái cây tắc ngọt Cái loại này thì ở bên Nhật mình thích ăn dữ lắm nhưng mà không nghĩ là ở Việt Nam cũng có cái cây thì có chút xíu à nhưng mà trái quá trời quá đất do là cái trái của nó chưa có chín nên là khi ăn vào mình cảm thấy cái độ the của nó còn nhiều nha mấy cây đu đủ thì hấp chủng à nhưng mà trái ra sum xê nhìn thấy ham ghê á đây là cái loại không hạt nên ăn vào á nó ngọt mà nó giòn dữ lắm luôn cái này thì mình nghe nói thôi nghe chứ để vài bữa ăn rồi mới biết được nhưng lại có thêm mấy cái cây đu đủ mà cái cuốn nó dài dữ lắm nhìn hai cái bụi xả to đùng này là làm mình liên tưởng tới cái món ốc luộc hay là gà hấp liền nữa ta phía sau hai cái cây xả là hai cái cây bông điên điển đợt trước về thì còn nhỏ nhưng mà kỳ này về về thì nó nở hoa rồi đó mọi người mà mình nghe nói là cái bông điên điển này hôm nay hái là ngày mai nó sẽ nở ra cái hoa khác điên điển này thì có thể làm được cái món gì ngon thì mọi người có gì gợi ý cho mình biết với nha ăn trực tiếp luôn thì mình cảm thấy cái hoa rất ngon mà cái vị nó có hậu ngọt nữa còn đây là cây cốc kiển có trái rồi nhưng mà cái trái nó vẫn còn hơi nhỏ nha còn thêm cái luống rau chai này mọi người hái về lên nó rồi luộc chấm nước tương là ăn mát dữ lắm mấy cái cây trụ mà cắm sẵn vậy là định xây một cái nhà để quay tớp tớp mấy cái cây khoai mì á bữa nay thì nó cũng cao dữ lắm rồi nhưng mà không biết là cái cũ nó to hay là chưa nữa bây giờ thì mấy mẹ con đi ăn sáng của sáng thì ăn cái gì nước nước cho nó dễ ăn bún cá thì mọi người nhớ gọi thêm một cái phần đầu cá lóc cái món này thì phải gọi là đặc sản an giang của quê hương mình cái món mà lúc nào mình về cũng phải trước tiên ăn ở nhà đó chính là cháo gà thả giường ăn chung với gỏi bắp chuối cái món nào mà thèm thì phải ăn trước tiên chứ không thôi để lâu là nó nguội ở bên nhật thì toàn là gà dai không mà nên đối với mình gà chạy bộ ở nhà vẫn là chân ái nha nấu cháo mà chỉ cần cho nấm gom thôi là cái nồi cháo của mình nó ngọt ngay luôn gỏi bắp chuối này thì trộn chua chua cũng đơn giản chứ không có khó nha không biết là có ai giống mình không chứ bị khoái cái công đoạn là xé cái thịt gà tay mình thì sạch sẽ rửa rồi nữa là xé gà không có cần đeo bao tay đâu nha mọi người tuy chỉ là một cái món ăn đơn giản thôi nhưng đối với mình á khi trở về nhà thì mới tìm lại được cái hương vị này mà quan trọng nữa là được ngồi ăn chung với gia đình chứ bên nhật á, thì mình toàn ngồi ăn có một mình thôi à nên về nhà thì mình cảm nhận được cái sự yêu thương mà ăn cái món gì cũng cảm thấy ngon hết trơn á nên bữa nay ăn xương sương có bốn chén cháo thôi chứ nhiều ngoài cái món cháo gà ra thì mọi người biết về quê là khi với mình thèm món gì nữa không đây là cái món mắm tôm chua nghe mọi người cái này á, thì ở dưới quê làm ở dưới gò công á gửi lên cái này thì nó chua chua mọi người chỉ cần đâm tỏi với ớt vô thôi á là ăn bá cháy bù chét luôn thường thì mấy cái mắm này ngoài tiệm làm thì người ta làm rất là ngọt nghe nhưng mà ở dưới quê mình á thì làm chua chua dễ ăn dữ lắm đợt trước mình về thì nó chỉ mới lọt lòng thôi còn bây giờ á, thì đã nhiêu đây rồi nè không biết là bà nội đang nói cái gì nữa mà nhìn giáo giác gì đó đang ngồi ăn cơm mà chỉ ngồi vào lòng mà mình già cái chén cơm mà cứ sợ chỉ úp mặt xuống gì đâu á cái này mà té một cái thì chắc mốt cục dạng hết trơn rồi đôi khi về quê thì chỉ cần chén mắm vậy thôi đó thì mình có thể ăn được mấy chén cơm